Hello 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 và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Hôm nay trong số lần này chúng ta cùng đến với một đội hình mạnh từ những mùa đầu tiên và xuyên suốt qua bao nhiêu mùa thì vẫn là một trong những đội hình dễ chơi mà lại khỏe nhất của CLeague Mobile. Đó là đội hình thú nhân mặt tộc. Nhìn chung cơ bản thì đội hình thú nhân nào cũng dễ chơi thôi. Nhất là vì thú nhân các bạn không tốn quá nhiều tiền để mua tướng này, up lên cấp nhanh lên level 7, level 8 được này. Để còn hợp lý cho mấy cái bạn nào mà số đen số nhỏ ấy, đầu game không có tướng ngon nên là phải đánh chuỗi thua ấy. Đó. Thứ hai là bởi vì nó không yêu cầu quá là khắt khe về trang bị này, bởi vì đa phần cái sức mạnh của cái đội hình này nó nằm ở cái nội tại tăng đam của mấy con thú. Và thứ ba nó khỏe, nó nằm trong meta, top 1 đều đều thì mình cứ chơi thôi. Trận này có thêm một cái đặc điểm nữa khá là hợp để mình đánh thú ấy, là cái chế độ mà tăng thêm một trang bị ấy. Nghĩa là một tướng có thể lắp được 4 trang bị ấy. Mà 4 trang bị mà cứ lắp vào mấy con chủ lực của mình thì nó đàm khủng khiếp. Đầu game thì mình cũng roll tướng khá là ngon, trang bị có cái giáp Gaia, còn có Hayate 2 nữa. Nhưng mà nhìn có vẻ là cũng nhiều bạn đánh nhà Noman nên là chơi Hayate sẽ bị phản đam nhiều nhá. Nên là đầu game mình cứ chơi Noman thôi cho cân kèo. Đấy, đến lúc này thì các bạn chắc chắn là đánh thú thôi. Bởi vì cái đồ nó mọc ra quá hợp để đánh rồi. Sách thánh này, giáp Gaia này với cả trượng hỗn mang. Ném cho con Hayate thì nó ném chiêu ra không trượt phát nào luôn. Yeah.
like a fox. Hey, listen. Shall I compare thee to a summer's day? Đoạn này khá là ok, lên level 7 sớm, chuỗi thắng thì dài. Nên chắc mình sẽ đổi sang đánh, bắt đầu đánh thú bây giờ nhé. Đánh khoảng 4 thú thì dồn hết đồ cho 2 AT thôi là được. Trang bị thì có sách thánh, khá nhiều mana. Mình sẽ hợp đánh con Telonas với nhà ma tộc hơn nhé. Thì mình cũng sẽ bán nhà thánh đồ đi, mình nghĩ chắc không cần gì. Thường thì đánh nhà hắc ám ấy thì các bạn sẽ thường ưu tiên lấy thương xuyên phá hơn nhé. Nhưng mà các bạn đánh nhà thú ấy thì các bạn cũng lấy thương xuyên phá luôn cho mình nhé. Đoạn này thì mình nghĩ ném đồ thương xuyên phá cho con Floor hay con Hayate thì đều được. Nhưng mà mình sẽ ném ưu tiên cho con Hayate nhé. Bởi vì cái thương xuyên phá nó có thêm công vật lý nên Hayate nó bắn thường sẽ thêm được một tí đam nữa vậy. Và mình sẽ đặt con Hayate ở đây nhé, để nó bay xuống chỗ này. Thì nó bay xuống chỗ này xong thì sẽ có con Floor nó đi lên thì nó tanh cho mình một tí đam. Đấy, thế sẽ an toàn hơn. Đấy là suy nghĩ của mình. Lệnh bài phong thần hay là liềm thì đều ngon nhé. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên lấy lệnh bài cho Malok vậy. Vì Vonkat thì ít nhất có đồ sách thánh rồi. Bây giờ lấy thêm cái lệnh bài này cho con Malok cho cân. Đấy là mình tính toán lo xa trước thế thôi chứ biết đâu cuộc sống nó lại thay đổi khôn lường. Lên level 8 thì mình sẽ dừng up cấp thôi và mình bắt đầu tập trung lấy tướng 4 vàng 5 vàng. Thank you.
đến tầm giữa game này thì con Hayate cũng bắt đầu yếu dần nên là mình sẽ thay Theonas vào thế chỗ nhé. Nhìn chung trận này đồ cũng khá là ngon, hai cái thương xuyên phá thì nó ném cho Volcat với cả Malok thì nó sẽ làm bố đời mẹ thiên hạ luôn. Chú mối. Đây rồi, vòng 16 may mắn quá, ra con Volcat luôn này. Đây là lợi ích của việc mà các bạn up lên cấp sớm ấy, up lên cấp 8 sớm ấy, là các bạn sẽ roll ra tướng 5 sao, tranh tướng các bạn khác ngon. Lấy thêm một cái lệnh bài nữa cho con Malok nhé, nó sẽ ulti được luôn. Con Malok nó khởi điểm là 30 mana này. 30 mana cộng 40 là bằng là 110 mana này. 110 mana cộng với cả 20 mana của cái thương xuyên phá nữa là 130. Mà con Malok chỉ cần 125 nó ulti rồi. Đấy. 130 sẽ ulti luôn. Đoạn này mình xếp lại tướng một tí nhìn cho đẹp thôi nhá. Thế là mình xếp lại tướng này cho nó OCD thôi chứ. Thực ra xếp tướng thế nào cũng không quan trọng, bởi vì hai con Volcat với cả con Malok chủ lực chính mình thì nó nhảy xuống dưới rồi. Bọn ở trên thích xếp nào cũng được mà. Nhưng mà để cái này cho đẹp thôi. À có cái lệnh bài phong thần ấy thì nó sẽ búp giáp với cả búp mana cho những người đứng cạnh nhá. Nhà mình sẽ xếp con Kret này vào cạnh con Malok để cho nó thêm có tí mana với cả thêm tí tanh vậy. Malok thì cũng Malok 2 rồi. Nhà ma tộc thì cũng đủ rồi, hai Volcat rồi. Nên là mình sẽ tập trung up lên cấp cấp 9 nhá. À ừ, đúng rồi. À đúng rồi, cấp 9. Để mình có thể lắp thêm các tướng khác như con Theonas hay là hoặc là có thể roll ra các con tướng 5 sao khác thôi. Nói chung là lên cấp 9 thôi, bởi vì nhìn đủ tướng rồi, đủ thú rồi, đủ ma tộc.
Còn giữ một cái thẻ tăng sao này thì khả năng mình sẽ để dành cho con Malok lên 3 sao nhá. Volcat lên 3 sao thì hơi khó nhưng mà Malok thì chắc lên 3 sao được này. Nhìn sơ qua thì chả có nhà nào có thương xuyên phá nào, thì chắc mình sẽ lắp hai con Teo với cả con Vera vào hai góc thế này thôi. Chả công bằng lắm bởi vì game mình có hai cái thương, các bạn chả có thương nào thì cũng hơi vô lý, nhưng mà đành phải chịu thôi, game nhân phẩm mà. Có sách truy hồn thì lấy luôn sách truy hồn nhé, không cần nghĩ các bạn nhé. Tuy nhiên là mình cũng chuỗi thắng đến tận vòng 22 là cũng hơi sâu rồi, vẫn 100 máu kìa. Chắc khả năng là sắp sập rồi. 100 máu ở top 1 được khó lắm. Cái qua này quân Volcat 2 và ba thằng mình, ui rồi ôi, phải lẽ ném cái quyển sách truy hồn cho con Teo bắn có vẻ ok hơn không? Chẳng qua Malok đang Malok 2 thôi chứ, để Teo cầm sách truy hồn của này đã không thua đâu. Chắc là cũng mất quả 100 máu rồi, thì bây giờ thử nhiệm nốt con Thên này, xem chơi thử Thên thì được không nhá. Thì sẽ quăng Thên với cả Malok xuống hai bên vậy, còn Volcat ở nhà vậy. Nói chung là thử nghiệm thất bại các bạn ạ. Khó hiểu thật sự luôn, con Malok của bạn ấy không có một đồ nào, con Volcat thì mỗi giáp hộ mệnh với cả cái sách thánh, mà nó lại vả được con Malok 2 với cả con Volcat của mình. Hỏi chấm. Malok 2 của mình thì full đồ, full gear, sách truy hồn các thứ. Game quá lỗi. Đoạn này mình có Malok full gear rồi nên mình sẽ ném cái cục 40 mana kia cho con Kret nhá. Con Kret thực ra nó cũng cần khá là nhiều mana, với cả nó đứng cạnh con Malok luôn ấy, nên nó sẽ búp lại khoảng 20 mana cho con Malok, mình thấy cũng ổn.
ra thêm một bộ sách thánh thanh kiếm nữa thì sẽ ném cho con Theonas nhá. Xong rồi sẽ ném bớt đồ của con Malok sang cho con Theonas vậy. Theonas nó sẽ bắn từ dưới đây, nó không bị chết sớm thì nó sẽ có sách truy hồn để nó đốt cái sát thương bất tử của con Vonkat thì bạn. Trách thương xuyên phá thì không có cái nào thì mình sẽ lại ném con Theonas và con Vera xuống hai góc nhá. Theonas mình sẽ ghé ném góc bên này bởi vì con Vonkat của mình nhảy xuống đuôi ấy, nên sẽ đứng tanh vào được lâu, và khi mà đi xuống nó sẽ tanh được cho con Theonas của mình. Đó, chỉnh lại đồ với cả vị trí đứng một tí là thắng lại ok ngay. Sách thánh thì mình có hai cái, một cái cho Teo, một cái cho Vonkat rồi thì cũng đủ rồi nhá. Không cần lấy thêm. Malok thì cũng xuống ulti được luôn rồi. Nhưng mình sẽ cố gắng lấy thêm sách truy hồn nhá. Còn nếu không ra sách truy hồn thì thôi lấy tạm hay kết vậy. Dọn hết đám thên với cả ma pháp nghị viện rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu roll lấy con Malok nhé. Lấy thêm một con Malok nữa xong rồi mình ném thẻ tăng sao nó là Malok 3 thôi. Anywho, chắc viết mình sẽ đến đây là kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ mình bằng một lượt like, subscribe và comment ở dưới đội hình mà các bạn muốn mình đánh nhé. Ok, bye bye.